Ngọc Diệp xin chào quý vị, cô chú anh chị và các bạn thân mến. Em Ngọc Diệp chào anh. Chào Ngọc Diệp. Dạ. Anh chào quý vị khán giả đây. Vâng, chào các khán giả xem chương trình cùng Ngọc Diệp. Dạ, rồi. Sẵn thì anh cho quý vị khán giả biết là anh tên gì, sinh năm bao nhiêu và mình đến từ đâu. Vâng, mình tự giới thiệu là mình là Ma Trọng Sơn, sinh năm 1969, đến từ Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Quê quán ở đâu anh? Quê quán của anh thì ở Đắk Lắk. Rồi. Rồi để tiếp tục cuộc trò chuyện, anh có cho phép em Ngọc Diệp sử dụng hình ảnh cũng như là video đăng lên mạng xã hội mà với mục đích là mình kết nối tình duyên, đăng lên thì không xóa được anh ha? Vâng, nhất trí. Anh chịu trách nhiệm lời mình nói trong video này. Anh chịu trách nhiệm. Rồi hiện nay tình trạng hôn nhân của mình ra sao rồi? Mình đã ly hôn. Đã ly hôn rồi. Anh với bà xã có bao nhiêu người con? Anh có hai người, một trai một gái. Hiện nay có lập gia đình chưa? Con gái có rồi. Con gái có rồi. Còn con trai, con trai thì sinh năm 96 thì giờ đang học. Đại học cao đẳng cũng gần xong rồi. Cũng mừng cho anh ha. Con cũng lớn rồi ha. Đỡ đồng, lo hả? Chút. Rồi hiện nay hai con ở với ai? Hai con ở với mình. Ở với anh luôn. Từ lúc ly hôn ở với anh. Vâng, ở với anh. Rồi mình chia tay với bà xã rồi, đến hôm nay mình có quen thêm người nào không? Mình chưa quen. Nhìn mình phong độ đẹp trai quá mà chưa quen ai hết hả? Chắc là chưa có duyên. Chưa có duyên. Rồi hồi nãy nghe nói là quen ở Đắk Lắk, anh vào Sài Gòn lâu chưa? Anh mới xuống à, mới xuống năm 21 thôi. Năm 21, hôm nay là được 3 năm, 4 năm, gần 4 năm. Rồi ở Sài Gòn thì mình ở nhà mình hay nhà trọ anh? Anh với hai con thuê nhà ở. Thuê nhà ở. Sẵn thì anh cho các chị biết dễ dễ đồng cảm với anh là hiện nay ở Sài Gòn mình làm công việc gì để sinh sống? Anh hiện nay làm bảo vệ. Bảo vệ. Vâng. Còn con gái thì có công việc làm rồi. Dạ. Vâng. Rồi cái mức lương bảo vệ đó thì có đủ cho anh sinh sống hàng tháng? Đủ anh trang trải. Đủ anh trang trải. Bản thân của anh trang trải. Không mừng cho anh bây giờ cuộc sống đủ là được rồi. Nói chung biết nhiều đủ, biết nhiều thiếu không mình biết. Đúng là rồi. Đủ rồi. Biết ăn thì no, biết có khi đói vậy thôi. Ở trong đó mình bảo vệ là mình chỉ đi tới đi lui thôi hay là làm gì khác nữa không? Nói chung là công ty này cũng dễ. Thì mình cũng trông xe rồi tiếp khách ngoài cửa thôi. Đơn giản cho anh ha. Công nhân cũng ít. Và mình làm một ngày, một tháng thì mình làm có 15 ngày thôi. Cũng sướng ha. Xếp ca ha. Nói tóm lại mình cũng khổ nhiều nên là các con nói bảo làm ít thôi. Nên là cứ để bố giữ sức an nhàn tí rồi sau tính. Các con động viên thế thì không, thôi thì cũng tạm làm như thế đã. Hai con cũng có hiếu với cha, thương cha bảo. Với lại là hai con này cũng lớn tự lập được rồi thì cũng có mình cũng không cần tới mình để hỗ trợ nhiều, nên các con chỉ cần cha có sức khỏe là được rồi đó. Đúng rồi. Rồi, rồi anh cao nhiêu, nặng nhiêu? Mình cao 1m75. Nặng cũng 68 ký. Dạ, rồi anh có điểm mạnh điểm yếu gì không cho các chị biết đi. Điểm mạnh như thế nào nè? Điểm mạnh của mình thì cái nó hơi giỏi giỏi với mình đó. Thì mày của mình thì bây giờ mình biết kể thế nào đó. Thôi cái đó mình cho qua đó. Nào về mai mốt cho các chị tìm hiểu ra. Nói chung ai cũng có điểm mạnh, cũng có điểm yếu hết đó. Vẫn có. Thì khi mình nhìn chưa ra thôi đúng không? Đúng rồi. Rồi sẵn thì anh có rượu bia thuốc lá gì không? Thuốc lá thì mình không hút. Mà rượu bia thì cũng có chút. Giao lưu đám tiệc cưới gì đó. Bạn bè thì cũng có. Bình thường thôi. Giao lưu được. Rồi anh trai đến từ thành phố Hồ Chí Minh, rất là hiền luôn. Hy vọng là chị nào đồng cảm thì gọi lại chương trình ha, lên xin giới thiệu bản thân cho anh biết nữa là có số à.
Để mà xin số thì đâu biết chị tình trạng hôn nhân thế nào. Lên đây có cái mặt hình ảnh hay lắm, có thể cộng đồng mạng hỗ trợ liền. Rồi ngoài đó ra nè, dụ như là tính tình như thế nào á, anh có thể cho các chị biết không? Mình có khó tính, có cuộc sống có hay gì đó. Nói về tính cách của mình ấy, thì vui vẻ, hòa đồng, hài hước, với thích văn nghệ, với lại cũng có một tí gọi là lãng mạn. Rồi anh trai giới thiệu bản thân thì mong là chị nào đồng cảm. Thì trước tiên mình làm bạn trước anh ha. Sau đó thì mình tìm hiểu thời gian được thì mình tiến đến hôn nhân. Sẵn thì anh nói cái mẫu người anh chọn ra luôn đi, như thế nào? Chiều cao thì cũng bình thường thôi. Nói chung là con người nhìn cũng dễ nhìn là được rồi. Chiều cao thì cũng khoảng 1m55. Và phụ nữ thì cũng khoảng 50kg là được rồi. Có thể trên lệch ha. Rồi, ngoài đó ra thì dụ như công ăn việc làm này của chị đó, anh nghĩ như thế nào? Công ăn việc làm thì nói chung là có việc làm thu nhập là được, nuôi sống bản thân được là được. Vâng. Thì nói chung bây giờ mình còn có sức khỏe mà, cho nên là mình còn phải phấn đấu. Mỗi người cũng đều còn phải có trách nhiệm với con cái này khác, với bản thân mình rồi với xã hội nữa. Tất nhiên là cũng rất là mong là mình cũng phải làm, mà người bạn của mình cũng phải có việc làm thì nó mới vui. Rồi, ngoài đó là hiện nay anh ở thành phố Hồ Chí Minh, thì anh muốn chị đó sắp đến với anh đó, thì ở vùng miền nào mà hợp với mình? Ở vùng nào cũng được. Thực tế là mình cũng có người miền Bắc, nên là vùng nào cũng được. Tại vì nếu hợp duyên là được, hợp duyên phù hợp với nhau là được. Vùng miền nào cũng được ha. Về phần tôn giáo anh có quan trọng không? Tôn giáo thì mình không có tôn giáo, cho nên là chị ấy có tôn giáo nào cũng được, mình theo được mà. Không, bây giờ nó cũng đơn giản anh, ví dụ như cùng đạo thì càng tốt, còn không thì đạo ai nói giữ cũng được. Cái chuyện đó giờ nó cũng thoáng rồi. Đúng rồi. Đâu có bắt buộc phải theo đạo nữa không? Nó không có trái, thực tế là mình không có đạo nên là không có trái, không có kỵ. Là anh cũng theo đạo được ha, sao ha? Nào cũng được. Sao một anh trai lên tiêu chí đơn giản dữ vậy trời. Hy vọng các chị nào xem được ảnh thì anh và chị cùng cho nhau cơ hội ha. Mình tìm hiểu. Ngoài đó nữa thì anh có muốn gì thêm với chị đó không? Nên mình nói rõ chút xíu đi. Nói chung là mong muốn của mình là người vợ mình là hiền, trung thủy, trung thành. Nói chung là làm cái gì thì nếu mà đã phải đào vợ chồng ấy, thì làm thì phải bàn bạc nhau cho kỹ. Đừng có nói kiểu ăn có nói không. Rồi. Cũng rất là nguy hiểm trong cuộc sống, vợ chồng là nguy hiểm lắm. Rồi, nên là anh mình thì... mong muốn là như thế. Anh thì hiện nay có hai con, mà hai con ở với anh thì cũng lớn rồi. Một người thì lập gia đình, một người thì cũng đã lớn và tự chăm sóc bản thân được rồi, không có phải cần tới anh nữa. Thì anh muốn người phụ nữ sắp đến với anh là về mặt con cái như thế nào? Và con thì người nào cũng có thôi. Thực tế là con của bên đấy thì nếu con nhỏ thì mình cùng nhau nuôi nấng để cho trưởng thành, rồi còn có trách nhiệm xây dựng gia đình cho các con nữa. Thực tế là người cha người mẹ thì có con thì là đương nhiên rồi. Cho nên là mình rất là có trách nhiệm với gia đình, với bản thân mình. Gia đình cũng, mình quan điểm là gia đình là trên hết. Rồi thôi đẹp gửi giùm anh luôn á, chứ mình nói chung chung rồi là sau này các chị về với anh không có đồng cảm được thì chết luôn á, phải nói rõ được. Về mặt dù anh muốn chị đó có nhà cửa không? Và nếu mà có nhà thì càng tốt, mà không có nhà thì hai người mà hợp duyên hợp tình với nhau thì có tình yêu thật sự thì mình làm cùng nhau làm ăn rồi thuê nhà ở cũng được, không sao. Cơ bản là có cái tình yêu, người ta bảo là sức mạnh của tình yêu là mạnh nhất. Thôi anh trai đến từ thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã giới thiệu bản thân và cũng đưa ra một cái mẫu người anh chọn rồi. Hy vọng sau video này em đăng lên, chị nào đồng cảm thì cho ảnh một cái cơ hội và cũng cho mình một cơ hội để
cùng nhau đi nắm tay nhau đi đến con đường phía trước ha. Vâng. Rồi anh gửi lời gì đến các chị đấy? Vâng, nhân dịp hôm nay thì trên các chị, nhất là các chị còn cô đơn xem được video này, có đồng cảm với mình thì hãy cho nhau một cơ hội để tìm hiểu, để mà trở thành vợ chồng được, thì mình xin hứa rằng là sẽ ra hết sức mình để xây dựng tổ ấm gia đình cho đẹp. Rồi thì hôm nay em Ngọc Diệp cũng cảm ơn anh ha. Vâng. Đến với chương trình, rồi anh chào quý vị khán giả đây. Vâng, nhân đây thì chào Ngọc Diệp và chào khán giả và các anh chị, như là các chị cô đơn trên cộng đồng mạng. Xin chào, xin chúc các chị mạnh khỏe. Rồi trước khi kết thúc video, Ngọc Diệp cũng cầu chúc quý vị một ngày sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Rồi em chào anh ha. Vâng.